Niệm Phật lễ Phật rất vui, rất khỏe nha quý vị. Quý vị thấy những đức lúc nào cũng vui. Rồi con người có ý chí mạnh mẽ. Mười mấy năm nay những đức đi tu nhờ niệm Phật lễ Phật 100%. Và những đức hướng dẫn rất nhiều người. Bây giờ không nói người khỏe, bây giờ nói cái người bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia. Là trong cuộc đời những đức đi tu, những đức gặp rất nhiều người bệnh ung thư, bác chị bác sĩ chạy rồi, hay những căn bệnh mà chịu thua bó tay, như vậy mà họ áp dụng niệm Phật lễ Phật, vậy mà từ từ chuyển hóa bệnh. Cái phương pháp niệm Phật lễ Phật nó vừa giúp cho mình vui khỏe mà nó vừa giúp mình chuyển nghiệp. Vì nhớ là vui khỏe nó mới chuyển nghiệp, còn buồn khổ nó không bao giờ chuyển nghiệp 100%. Buồn khổ sao chuyển nghiệp? Vui khỏe nó mới chuyển nghiệp. Và con người không buồn giận người để trong tâm là do gì? Mình có một cái nhớ. Thì giờ mình nhớ Phật, mình không buồn giận người để trong tâm. Còn mình không nhớ Phật thì mình buồn giận người để trong tâm thì nó tăng nghiệp. Mà mình nhớ Phật thì mình không buồn giận người để trong tâm thì nó tiêu nghiệp. Nên cái phương pháp niệm Phật, lễ Phật, chùa mình áp dụng. Ví dụ như cái thời khóa tu mới vô là niệm địa chung. Chúng ta ngồi niệm địa chung từ chậm tới nhanh. Niệm địa chung mình cũng không nên quá háo hức, nghĩa là mình niệm mình sao cái tông mình nó vừa vừa nhẹ nhẹ, mà là quan trọng là mình niệm mình nghe được cái tông vừa vừa nhẹ nhẹ thôi, mà mình niệm mình nghe. Mình lúc mình niệm cặp mắt mình chung chung gì nè, chứ mình đừng có mở mắt to ra quá, một chút nó cũng làm cho thần kinh mình bị căng thẳng nhé. Cả niệm Phật lễ Phật đều vậy, cặp mắt vừa vừa là vừa vừa lại, đó là mình nhìn lên Phật, chứ mình đừng có mở mắt to mình nhìn Phật. Mình nhìn gì chút thì khi cũng nó cũng căng thẳng thần kinh đấy, cũng mệt mỏi. Nên từ nơi đó mình vừa 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 gì, nhưng mà nó rất là nhiếp tâm. Nhớ kỹ, cả địa chung gì mình chung chung gì, nhưng mà mình niệm vừa vừa nhẹ 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 thôi, đừng có hước cao quá. Mà ví dụ như cái âm điệu như đức niệm là hơi cao, nhưng vì niệm theo bị lướt nhẹ 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 theo thì cái thời gian của địa chung nó qua mau cấp kỳ. Có kiểu mà mình niệm mà hước lên rồi mình cứ thấy nó lâu quá, vì thấy nó lâu. Còn vì niệm vừa 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 vừa, mà cái quan trọng của vị niệm nhẹ nhàng vừa, nó lại nghe được câu Phật hiệu. Và phương pháp lễ Phật thì bây giờ những đức một chút bật cái điệu lễ Phật lên để mà lễ cho vị coi rõ ràng. Bây giờ những đức bật lên để cho quý vị, những đức lễ vị nhìn rõ ràng luôn, từ mới vào là Phật A Di Đà Thân Kim Sắc rồi xong vô lễ Phật luôn, cho quý vị nhìn thấy rõ ràng điều lễ Phật 6 chữ nha, để lễ rõ ràng nhịp nhàng đàng hoàng nghe. Nhớ những đức nói là 4 chữ 6 chữ lễ Phật của chùa mình là những đức đã tính vào hai cái nhịp này y rang là một, 4 chữ và 6 chữ nhịp y rang luôn. Quý vị nhớ là đều là ngay chữ Phật rồi mới xá xuống nhau, vì để ý đi, đều là niệm dứt câu vừa tới chữ Phật là mới xá xuống. Nên khi xá xuống nhau đó. Nè, chân này đứng chữ V nè, chân đứng chữ V để nó chịu, còn mình đứng ngang gì nó khi nó khúm núm nè, không nên chữ V là nó chịu nè đó. Nên từ nó đó xuống nè, nhẹ nhàng nè, không tay nè, tay cái ngón tay này nó đụng nè, đụng cái chỗ mình đứng, đây là ngón chân cái, còn đây nè cái tay mình là trên ngón chân cái nè đó, mình xá tới đây. Khi mình xuống gì là miệng mình thở ra, khi mình lên nè hít một hơi mũi sâu vô. Bị nhớ là con người chúng ta nguyên một đêm mình ngủ, hơi mình nó trữ ở trong nó nhiều quá. Khi mình thở ra một hơi miệng, rồi bắt đầu là mình hít một hơi mũi sâu vô, để cho giống như cái cơ thể chúng ta nó được lưu thông đặc biệt. Nhớ nghe. Mà nó cái nhịp lễ Phật của mình rất chậm. Quý vị đừng có gấp gáp, đừng có hối hả, đừng có sợ chậm rồi trễ này kia được. Hoặc là cái người lễ kế bên họ háo hức, họ không biết á, họ lễ lia lịa, chứ mình đừng có lo. Mình cứ lo mình lễ, mình cứ nghiêm túc mình lo mình niệm Phật lễ Phật thôi. Cái chuyện này là mình vẫn thắng mình đang làm, đừng có nhìn ngó ai, mình cứ niệm Phật lễ Phật. Đừng có niệm Phật lễ Phật mà mắt giáo giác nhìn đầu này đầu kia. Có những người ta hướng dẫn, người ta
quý vị biết người ta nhìn đầu này đầu kia là quý vị biết là cái người đó người ta chịu khó, là người ta làm, người ta tu vậy đó mà người ta phải suy nghĩ nhiều chuyện. Khi vị vừa tu mà vị suy nghĩ nhiều chuyện, mắt vị ưa giáo giác đầu này đầu kia. Nhưng nếu mình vô mình tu một cái nha, là mình hoàn toàn toàn tâm toàn ý bị lo tu đi, còn công việc gác lại đi, tu xong bước ra giải quyết được vấn đề. Còn nếu như cái lúc vô tu mà mình còn đem việc vô mình tính toán tùm lum, nhưng mà mình là phải tính rồi đó, nhưng mà mình quý vị biết quý vị đang tính, nhưng mà thôi cái tâm đặt vào vấn đề niệm Phật lễ Phật nó mạnh hơn cái việc tính đó, thì mình vẫn nghiêm túc mình tu, thì cái tâm mà tu đó nó mạnh hơn là cái tính toán, thì tất cả quý vị tu một thời có kết quả. Còn nếu như quý vị đem cái việc tính toán lo âu chuyện này chuyện kia vô cái thời tu, nhưng mà nó quá nặng luôn à, nó làm cho quý vị tu mà nó ngao ngán rồi nó nhìn giáo giác đồ này đồ kia, rồi vì tu một thời xong mà nó không có kết quả nhiều. Nó có kết quả nhưng mà nó kết quả không nhiều. Mình vô mình vẫn là vọng tưởng đó, nhưng mà mình biết nó là vọng tưởng nên mình lo niệm Phật lễ Phật, mình đặt cái tâm vào cái chuyện niệm Phật lễ Phật cho nó cực kỳ mạnh hơn, thì tức khắc quý vị tu một thời nhất định có kết quả. Còn nếu nói mà niệm Phật lễ Phật mà không có vọng tưởng thì không có làm được. Cái này là cái 100% đó. Nên á, nhớ kỹ là khi mà vừa niệm dứt câu là cái đoạn xá là phải tới chữ Phật mới xá xuống. Nhớ nghe. Lên nha. Rồi khi quý vị quỳ xuống nha, quỳ xuống nè. Rất là nhẹ nhàng quý vị. Những đức mà thường mà đắp y quý vị, lễ xuống mà nó nặng á, bịch đau đầu gối lắm. Nên mình mà lễ không, từ gia đình cho tới đạo tràng, bản áo tràng nó không có y áo tùm lum. Nên khi mình xuống, hai cái tay mình xuống, mình chịu hai tay xuống, chịu hai cái tay xuống nhẹ nhàng cơ thể mình. Khi xuống cái đầu mình, cái mông mình nè, nó ngồi xuống, ngồi xuống nè. Cái thấy chân không? Hai bàn chân nó bẹt ra nè. Thường người ta không biết lễ Phật, người ta ưa quỳ cao gì. Lễ thì cái mông nó đưa lên rất là kỳ cục, mà lễ vậy nó rất là mệt, và lễ một chút là nghỉ liền. Còn mình là mình lễ hoặc quen rồi, khi mình xuống cái là mình ngồi nữa vị, ngồi nè, nha. Nó ngồi xuống nè, ngồi xuống đây là cũng là cái nhịp nghỉ ngơ để khỏe, mà vừa nghỉ ngơ rồi mình lại nghe được có Phật hiệu. Tại vì khi quý vị vừa niệm xong mà tới những đức niệm là quý vị cũng được nghe chứ, nên khi nó chậm, nó an định thì nó nghe có Phật hiệu, và niệm cũng được nghe mà. Khi bị ngưng lại không niệm thì những đức niệm quý vị cũng được nghe, thấy không? Rồi khi quỳ xuống, vì vừa niệm dứt câu thì nghe một tiếng keng, một tiếng keng cái là mình lại xuống. Lại xuống. Và khi lại xuống vậy vị, thở ra để cho cái bụng mình nó xẹp lại. Thở miệng á. Khi xuống vậy thẳng nha. Chứ đừng có khúm núm. Có những người nào lễ khúm núm gì là sai nè vị. Khúm núm núm gì sai. Vì lễ mà khúm núm gì là sai thì nhớ kỹ nha. Lễ mà xuống mà kiểu mà khúm núm mà hai cái tay này nó cái đầu để lên hai cái tay thì lễ gì sai. Lễ gì nó làm cho cơ thể bị nó rút lại. Cơ thể nó rút lại, hiểu chưa? Nó lễ sai cái nhịp là nó không đúng. Nên nó khi mình xuống gì mình là mình vừa nghe một cái tiếng niệm xong nghe tiếng keng là mình lễ ra. Thì thấy đó. Này cái dáng lễ như Đức vị ý rõ ràng không? Thêm một tiếng keng nữa. Thì đầu mình kéo người lại. Tại cái nhịp niệm Đức đã canh hết rồi. Mình kéo người lại mình dùng hai cái bàn tay mình. Chịu nè. Chịu hai tay chịu nè. Chịu để đẩy người lên để phụ dưới chân. Nó phụ dưới chân, còn nếu không thì chỉ cái chân mình không, nó làm cái đôi chân mình nó chịu cả cơ thể mệt mỏi. Nên từ nơi đó nè, rõ ra. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy cái động tác lễ chưa? Thì chúc nhà Đức lễ vô lễ luôn nè. Vô lễ luôn để cho quý vị mà coi rõ ràng. Lễ luôn. Để cho quý vị nhìn cái nhịp lễ từ Phật A Đà Thăng Kim Sắc tán thán Phật rồi xong. Vô lễ luôn quý vị nhìn rõ ràng. Để áp dụng cho nó đúng. Đạo tràng mình nha, Phật tử đồ làm Iran. Kỳ này những Đức hướng dẫn rất là kỹ đó. Quý vị nhớ cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó rất lợi ích lớn luôn. Nó giúp cho quý vị cái cuộc sống làm ăn cũng đặc biệt. Tại vì ý chí nó của mình nó tỉnh táo, vui vẻ, an lạc. Con người nó lại sảng khoái. Nên quý vị thấy lúc nào vậy cũng vui mà. Là do niệm Phật lễ Phật mà ra. Quan trọng dữ lắm á. Đây, bắt đầu những Đức bật cái
cái từ khóa tu 6 chữ lên cho quý vị nha. Nhìn, hướng dẫn lễ Phật chính nè. Phật A Di Đà thân kim sắc tương tôn quang minh từ trang nghiêm năm tu di quyền chuyển bậc hào bốn biển lớn trong ngàn mắt biết trong hào quang quá vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chính phẩm xem và lên dạy tốt quy mạng lệ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh coi xin đức từ bi tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Nam Mô A Di Đà Phật, 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 nhận đức lễ cho vị coi rõ ràng luôn đó quý vị. Thì ra rõ ràng cái điệu lễ Phật của mình quý vị nó rất vừa dặn, đặc biệt đúng là Phật gia hộ. Khi nhận đức thu âm cái điệu lễ Phật này, xin thưa quý vị, nhận đức không tính ra được đến cái mức gì. Bữa nay nhận đức hướng dẫn vị lễ, nhận đức mới thấy rõ ràng cái môn lễ Phật mình tuyệt vời, đặc biệt luôn. Từ 4 chữ cho tới 6 chữ cực kỳ đặc biệt luôn, vì nó quá vừa dặn với mỗi một tầng lớp sức khỏe, từ già trẻ. Nếu như mà an định tâm và lễ từ từ rồi nhịp nhàng đàng hoàng, lễ Phật cực kỳ khỏe luôn. Quý vị thấy nhà Đức lễ rất chậm luôn, dặn đúng nhịp luôn. Quý vị đừng có lo là trễ. Cái quan trọng của quý vị khi niệm nhớ nghe: Nam Mô A Di Đà Phật. Nè, cái hơi cổ bị hít một cái, tiếp tục niệm. Tại vì cái lúc đó cái trạng thái bị vừa nghe câu Phật hiệu, vừa hít hơi sâu, một hơi cổ, hơi vừa vừa thôi, là đủ để cái hơi nó niệm ra thêm câu nữa. Còn khi xuống một cái là tự nhiên mình thở miệng xá xuống nè, nó hít sâu lại, vì thấy không? Rồi khi mà lễ xuống thì cũng vậy luôn, nghe tiếng keng lễ xuống cũng thở hơi bụng ra, hít hơi mũi sâu. Nó làm cho cái trạng thái mình vừa niệm Phật và vừa hít hơi, thì tự nhiên nó cái vọng tưởng tối đa giảm luôn. Nên những đức nói rằng quý vị, những đức lễ Quan Âm cũng vậy, là do những đức cầm micro rồi đánh khánh rồi, những đức quá nhiều động tác, những đức chịu đựng hết luôn. Còn quý vị là lễ không là đúng lễ quá đặc biệt. Cả lễ Phật cũng vậy, nếu lễ chung quý vị mà những đức mà mặc áo bình thường, áo vàng rồi thôi, thì lễ đặc biệt lắm. Nó đỡ đạp giặt áo, còn y vì nó quá nhiều, nó lùm xùm bên trong, nó đạp những đức rất là khó. Khi chống một tay nó lâu ngày và ảnh hưởng. Còn quý vị thấy như Đức nãy hướng dẫn viên rõ ràng, chống hai tay rất khỏe, tại vì nó giúp cho đôi chân mình, nó hỗ trợ rõ ràng luôn quý vị, rất là hay. Đó thì như Đức lễ xác thực cho vị coi đó, thì như Đức cũng tặng đáy lòng hết mình để hướng dẫn quý vị luôn. Vì môn lễ Phật này như Đức áp dụng mười mấy năm nay. Như Đức từng nói ngày xưa như Đức bị nhức sống rồi, nhức đầu kinh niên, mà vô chùa một năm chờ hết, tự hết luôn, từ niệm Phật lễ Phật. Mấy vị nhớ, nên cái môn lễ Phật này cực kỳ hay. Bây giờ chúng ta rất mừng quý vị, là chúng ta có được phương pháp tu từ trong chùa,
và cho đem phương pháp tu này gỡ cúng dường cho tất cả quý Phật tử tại gia. Có nhiều người nó đi tu mười mấy năm mà chưa bao giờ gia đình mình có thời khóa tu. Từ khi biết thầy là gia đình mới áp dụng thời khóa tu. Còn bây giờ những đức hướng dẫn lễ Phật rõ ràng, xác thực cho vị lễ luôn. Từ 4 chữ, 6 chữ có hết luôn. Tùy vậy, áp dụng phương pháp nào tu cũng được. Cả đời mình duy trì hai thời công phu sáng tối ổn định. Còn lúc rảnh thì buổi trưa vị lễ thêm tỷ vậy thôi. Nhưng không phải lễ nhanh là hay đâu quý vị à. Lễ động tác nhịp nhàng đàng hoàng như những đức. Lễ vị thấy rõ ràng đó. Vị lễ đúng vậy đi. Những đức nói ung thư, bệnh này, bệnh kia, vị lễ phấn chấn người lên liền. Những đức con người mà làm bao nhiêu việc mà lúc nào cũng vui là nhờ đầu óc những đức tỉnh đó quý vị. Vui vẻ an lạc, vì thấy những đức giảng pháp vui chưa? Vui vẻ an lạc nên thành đạt trong mọi sự việc. Những đức mong rằng cái buổi hướng dẫn nay là quá nhiệt tình, tiện lợi cho vị tu và xác thực luôn. Cứ như vậy mà mình tu chung đi quý vị. Nếu như quý vị quý mến những đức đã hướng dẫn gì rồi, cứ áp dụng tu đi. Nghe không? Làm sao lễ Phật mà trạng thái thân thể thoải mái nhất, lễ nó không bị bó buộc gì quá. Lỡ cái tay mình á, tay mình xấu xí cong quẹo thì mình chấp cong quẹo, chứ bây giờ bắt buộc mình phải ngay thì sao ngay được quý vị. Thấy không? Có những người tay, người ta một tay có tật thì tay kia phải dịnh tay này thì ta chấp gì. Nhưng mà cái động tác lễ theo nhịp nhàng, dù là người già quý vị, như nãy Đức đứng lên quỳ xuống là chậm như người già cũng được luôn rồi đó. Đúng là cái nhịp lễ Phật này Phật gia hộ cho mình thu âm ra một cái điệu lễ Phật cực kỳ thù thắng đặc biệt. Nó không phải là nó làm cho vị lễ không có lực, phải chi mà niệm chậm chậm thì nó không có lực. Còn cái này những đức niệm một câu, có nghĩa là ba câu thành một câu là Nam Mô Di Đà Phật. Còn A Di Đà Phật là bốn câu thành một, là một nhịp, thấy không? Nó có nghĩa là cái đoạn sau của chúng niệm là nó có lực chúng, như đức thu âm có lực chúng. Nên quý vị tu một mình nó cũng có cái lực của chúng niệm, nên quý vị niệm theo, niệm gió nhẹ theo, vừa vừa mà cái miệng niệm làm sao cho cái miệng nó động. Để cái miệng của mình quý vị, nó giống như cái miệng được tập thể dục luôn đấy vị. Mà những đức nghe nhiều người bên đông y rồi bác sĩ ta nói là cái hệ thống thần kinh của mình nó câu thông cùng với cái môi miệng mình nhiều lắm. Nó rất là nhiều hệ thống thần kinh nó câu thông đó nha. Nên buổi sáng mà mình niệm hay mình niệm Phật lễ Phật mà cái miệng mình động, mà động miệng mình niệm, nhưng mà đừng có phát âm mà nó quá lớn, nó làm mình cũng mệt. Nhưng mà mình phải động miệng thì nó đặc biệt vô cùng. Đó nãy những đức lễ cho vị coi rõ ràng rồi đó. Nếu như tại gia hay chùa chiền hay đại chúng mà áp dụng đúng như vậy, đặc biệt tuyệt vời. Nhớ nghe, nó cái việc công phu là quan trọng lắm, giúp cho bộ não tỉnh táo sáng suốt đó quý vị. Nên quý thầy trong chùa cũng vậy, phải dụng công tu mình mới có lực mình hướng dẫn người ta. Còn mình mà không tu là sáng mặt đơ khờ, sao hướng dẫn người ta. Nó nên những cái cực lực nhiệt tình hướng dẫn quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị chúng ta được gặp tịnh độ. Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Bây giờ chúng ta được có thân người gặp Phật pháp quý vị, lại cùng tu hành pháp môn tịnh độ, chúng ta mừng lắm. Thì cố gắng để đời này chúng ta hẹn gặp ở cực lạc Tây Phương nha. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Cha cùng mẹ nhưng cùng chí hướng, cùng chung một tấm lòng. Còn bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu dòng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt.
dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên, giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn, dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng, yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu dòng gió vẫn có các con bên cạnh, khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên, giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn, dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh, khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên, giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn, dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Sống trong lặng yên
Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ Phật pháp dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn. Đường dài phía trước, thầy bền tâm vững bước đi qua. Dù lắm vững bơ, vẫn mong thầy không nản lòng, để ngày mai chúng con được thấy chính ở nơi đây. Yeah.